Vì sau phía cần cần vẫn khăng khăng nói rằng chị Ni bị trục sức về Việt Nam mà không nhìn thẳng vào sự thật là chị Ni đã được trắng án. Trong những ngày gần đây, lúc chị Ni bị tạm giữ điều tra bên Mã Lai hay đã về nước thì nhóm phía cần cần những ngày đêm lên tiếng lúc ở bên Mã Lai thì nói rằng chị Ni là kẻ ăn cướp. Còn khi về đến Việt Nam thì lại nói rằng chị Ni bị cảnh sát Mã Lai trục sức. Những dân vật nổi cộm, nổi trội trong drama này đã từng lên tiếng như Đinh Hoàng Nhân đã từng nói. Nói thật, nếu như 7 ngày sau mà Ni về Việt Nam được, tôi lên tôi xin lỗi cô chú anh chị và xin lỗi cái fan của Hồng Loan. Đúng 7 ngày nha, tức là bắt đầu từ hôm nay. Nếu như 7 ngày sau mà Ni có mặt tại Việt Nam thì tôi lên tôi xin lỗi cô chú anh chị, thì cô chú anh chị khỏi cần chửi. Ví dụ như bây giờ, nếu như mà Ni trong vòng 7 ngày bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến là 7 ngày sau mà đi về Việt Nam được thì tôi lên xin lỗi cô chú anh chị được chưa? Khỏi vô chữ gì hết. Anh ta đã khẳng định nếu chị Ni về Việt Nam thì trong vòng 7 ngày mà livestream lên, anh ta sẽ lên xin lỗi mọi người. Và trong tối hôm qua, chị Ni đã xuất hiện. Không biết anh này có thực hiện lời hứa của mình hay không. Và nhân vật tiếp theo là Kim Ngân cũng lên nói một tội phạm mà bị trục xuất về nước là không còn quyền công dân. Có nghĩa là ý của cô kim ngân nói chị ni về nước thì sẽ bị công an việt nam quản lý và không được rời khỏi nơi cư trú chị ni sẽ bị chế tài tại việt nam thế nhưng qua hình ảnh mới đây của chị ni thì cho thấy chị vẫn vui vẻ xuất hiện một cách tự do và kể cả hồng trinh bên mỹ cũng có nói bây giờ nếu không có tội gì thì nói thiệt không có ai dám tự nhiên mà bắt mà còng ở sân bay đâu quý vị có quốc gia nào hoa kỳ như vậy không người ta đi vô nước mình du lịch, người ta có visa hay người ta là cái người vô tội mà còng người ta, mà nhốt người ta, nhốt người ta xong rồi đưa người ta ra tòa là sao? Hồng Trinh nói tiếp, tuy nhiên một khi đã đưa ra tòa là phải có chuyện xét xử mới đưa ra tòa, phải không quý vị? Còn nếu như là bắt vô sở cảnh sát không có tội gì thì thả ngay ở sở cảnh sát rồi, còn tòa họ xử như thế nào đó là một chuyện. Về tới nước Việt Nam, khi sự việc đó được đưa ra thì Việt Nam sẽ như thế nào, đó là chuyện khác nữa. Và cả anh thám tử luôn, sau khi thấy chị Ni livestream cùng vợ chồng cổ Bích Trâm, nhóm Hồng Loan ở trên xe, thì anh ta đã bình luận trên kênh của anh ta. Mặc dù trong ngày hôm qua, luật sư và Hồng Loan đã ghé dị thanh để thăm hỏi sức khỏe của anh ta. Anh ta đã lên livestream và nói rằng mình không hề nói tên của bất cứ ai và không hề xúc phạm ai. Ai nhục thì tự chịu. Và trong livestream này, anh ta cũng khẳng định chị Ni bị trục xuất về Việt Nam và đừng có tưởng bở, vẫn còn cái đơn đang chờ chị Ni ở bên Mã Lai. Anh ta còn nói rằng chị Ni mới bị trục xuất, chứ không phải là về Việt Nam vào ngày 2 tháng 9. Khán giả phía bên cần cần còn bình luận rằng có ai ở trong tù mà ra đinh gác sắt là người tốt không? Và khán giả Hồng Ngon đáp trả rằng chỉ có mày không thấy tốt, hãy định nghĩa câu ở tù nha. Nếu Ni vào cốp bị bắt tại trận bị bắt đưa vào tù thì mới gọi là ở tù. Trên đường đi bị tố giác, bắt buộc cảnh sát họ phải mời về đồn mà thôi để làm rõ sự việc thôi. Ở tù là thằng tử nạn đó, nó ở tù ba tuần đó thì mới gọi là ở tù. Còn mày nói cốp cái két sắt thì mày thử đi cốp đi xem nếu không có cảnh sát đi cùng mày còn mạng để về không. Cho đến bây giờ mà vẫn còn bị xó mũi thì bó tay. Vậy cái tuổi lừa gạt người ta lấy tiền ra nước ngoài ăn xài phung phí thì có tốt không chắc mày cũng cùng đồng bọn với tụi nó đúng ra ma này tôi yêu quý nhất là chị ni cái chữ tính của chị ni rất quân tử dù chịu đựng nhiều áp lực và bị gặp nạn rất nhiều nhưng tinh thần thép của chị ni đã vượt qua tất cả cảm ơn cô gái đã đến giúp đỡ hồng loan chắc chắn cố nghệ sĩ luôn ở bên cạnh phù hộ cho ni và hãy cùng chúng tôi phân tích ngay sau đây xem chị ni có bị trục sức như thế nào có như là lời của anh thám tử luồng và một số tên cần cần đã nói hay không khán giả đã nhìn thấy tấm hình chị ni trong ngày 2 tháng 9. chị ni thì đang đứng dựa vào một cái cột to ở tại sân bay tân sơn nhất kế bên là chồng của chị ni đang vận chuyển hành lý cho chị phía sau là cổng vào để số 8. trên kệ là những chậu hoa và hình mới đây là ngày hôm qua khi chị lọc vườn cây đi đến sân bay thì cô cũng quay lại cảnh này và dẫn thấy những chậu hoa và cổng số 8 y chang như lúc chị Ni đang đứng như vậy. Như vậy là thông tin chị Ni về Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 là một thông tin chính xác. Còn hiện tại, anh Thám Tử Luồn nói rằng chị Ni bị trục sức. Vậy anh lấy bằng chứng gì thì đã nói chị Ni bị trục sức. Có nghĩa là khi một công dân nào đó phạm tội tại đất nước nào đó, khi cô trở về nước, sẽ có cảnh sát áp giải hai bên hoặc đi theo cô ta và đưa ra tận sân bay nhưng trường hợp của chị ni là không có chị ni đã cùng chồng từ mã lai trở về việt nam không có sự giám sát của cảnh sát mã lai thì làm sao gọi là trục sức trong livestream ngày hôm qua chị ni cũng nói chị đã có tờ giấy các từ tòa án tuyên bố chị ni vô tội và tờ giấy đó sẽ được dịch ra tiếng việt nam chị ni nói như vậy thì singapore Thái Lan, Philippines, bạn bè đều biết và có bay qua thăm hỏi Ni. Nhưng mà mọi người cũng thông cảm cho Ni là lúc đó Ni không có thể gặp ai ngoài bé mèo Kim ở bên Úc bay qua. Rồi ánh chỉ có gặp được ba người thôi, còn nhiều quá thì Ni không có gặp được hết. Như vậy, lý do gì mà phía cần cần vẫn không tin chị Ni là vô tội? Chẳng qua là họ muốn thỏ cái tính tò mò của khán giả mà thôi. Chị Ni là kẻ ăn cốp, bị kết tội, đục sức ra khỏi nước Mã Lai chứ không dám thừa nhận rằng những ngày qua mình đã phân tích sai và đã dẫn dắt dư luận. Cũng có thể một số họ chưa biết được câu chuyện. Đó là ban đầu khi chị Ni vào nhà của gã người qua chính là chồng của Ngọc Hường đã trốn lệnh truy nã ở Việt Nam và không có một tội phạm nào mà đi cốp két sắt giữa ban ngày ban mặt mà có thể mua chuộc để mình được thoát tội. Chỉ có chị Ni vô tội và được tòa cho trắng án mà thôi. Nói thêm, vào tối ngày hôm qua, tức 4 tháng 9, sau hai ngày trở về Việt Nam, chị Ni đã chính thức lộ diện. Không phải chị báo trước cho các em mình ở Sài Gòn ra đón, mà họ đã tạo bất ngờ đón chị Ni tại sân bay với biết bao tình yêu thương từ các em út của mình, cũng như khán giả đang dõi theo câu chuyện này. Phía Hồng Loan với những lời chúc mừng, xen lẫn những giọt nước mắt, vui mừng khi thấy chị Ni xuất hiện trở lại. Có những khán giả không quen biết còn cầu nguyện cho chị Ni được bình an. Sau đó họ sẽ trả lễ như dân cúng Phật và có chị tình nguyện ăn chay một tháng biết bao nhiêu tình cảm đã dành cho chị ni trong đó xúc động nhất đó là hồng loan đã nắm tay chị ni không rời nhìn tấm hình này biết là hồng loan lúc này là người vui nhất và chắc luôn em ấy đã nuốt nước mắt vào lòng vì đã quá thương hồng ni vì mình mà phải gặp nạn những người như chị ni trên đời này hiếm lắm có lẽ chị ni thương và quý trọng đức độ của nghệ sĩ ưu tú vũ linh trước rồi mới yêu quý hồng loan và qua những gì Hồng Loan thể hiện, chị Nghi tin rằng mình đã không nhìn lầm người. Cũng trong tối hôm qua, nhà báo Sông Minh cũng có viết, ở nơi thiếu đèn thì Hồng Ni vẫn tỏ sáng với những lời cảm ơn của Ni đã chạm vào trái tim của mọi người. Thương lắm, vui lắm, vững tin lắm. Rõ ràng, người sống có thể chọn sai, nhưng người mất thì làm sao chọn sai người được. Cố nghệ sĩ Vũ Linh, quá linh thiên, đã chọn chính xác người để bảo vệ con gái của mình. Và một khán giả cũng đã trải lòng rất hay khoảnh khắc khi nghe chị Ni trải lòng thật súng động. Chị ấy nói chị cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mất đi người chồng luôn yêu thương, che chở cho mình. Mình cảm nhận được và hãy yêu thương chị Ni thêm một chút nữa nhé. Mọi người ơi, chị Ni về rồi, like để cảm ơn mọi người. Nhưng chúng ta nên hy vọng chị sẽ không bao giờ like nữa cho đến khi kết thúc việc pháp lý của chị với bọn quay xe. Chúng ta thấy chị ấy ở ngoài sáng, bọn nó ở trong tối rất nhiều, rất bài trò để hàm hại chị hãy bảo vệ chị ấy bằng cách để chị ấy im lặng, đừng hỏi han những việc riêng tư, chỉ gửi những điều vui vẻ. Chị ấy đã hy sinh cho Hồng Loan quá nhiều, chị ấy còn gia đình, chồng con và chồng con cũng lo lắng cho chị ấy. Hãy để chị ấy tôn trọng chồng và đáp lại sự yêu thương bảo vệ của chồng mình. Và cũng để cho anh ấy yên tâm, đấy là hạnh phúc bình yên thật sự của chị Ni. Đừng khích lệ chị ấy nói nhiều hơn, một cách công khai có thể nói với người, tin cậy thế là đủ. Mãi yêu đừng nói câu mãi đỉnh. Đúng thật, trong câu này, chỉ nên gọi chị Ni là mãi yêu thôi là đủ lắm rồi. Khán giả có thể mong chị Ni về để làm thẳng tay cần cần. Nhưng trong lúc này, chị Ni hãy làm việc trọng đại, đặt lên hàng đầu, đó là tập trung vào vụ kiện tranh chấp tài sản. Còn những chuyện bên lề, hãy để sau này giải quyết và sẽ không để cho phía bên cần cần tìm cách kiếm chuyện. Trong cái drama này mới biết lòng dạ con người ra sao, ai chân thành, ai giả dối, đừng nhìn người có hiền lành, tốt bụng nhưng bên trong có là loài rắn độc có thể hút máu chúng ta bất cứ lúc nào